Quý vị thân mến, cảm ơn quý vị rất là nhiều đã yêu thương chúng tôi. Cảm ơn tất cả những người đã cùng anh em nghệ sĩ tạo ra chương trình này. Và ngày hôm nay vui mừng, tự hào thông báo tới quý vị, 7 nụ cười xuân đã trở lại. Vỗ tay thật nồng nhiệt đi nào. Hey. Chương trình của chúng tôi do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với công ty Đông Tây Promotion thực hiện và được phát sóng vào lúc 21 giờ tối thứ hai hàng tuần trên HTV7. Thưa quý vị, thay đổi đầu tiên là chúng tôi đã tạo ra được những bộ đồ đẹp hơn, cái màu sắc nó lung linh hơn và nó không phù hợp hơn với các nghệ sĩ. Thấy sao ba chị em đẹp muốn chết luôn anh Chánh Han à. Đó, nhìn coi. Người ta nói là hoa thơm thì bướm đậu ạ. Bướm đậu ạ. Bướm là cái gì? Hoa thơm là bướm đậu đấy. Bướm bướm con bướm bướm ạ. Mùa mới rồi, mấy đứa lớn rồi, trưởng thành lên. Ê, mọi người có nhận ra cái sự thay đổi của anh Giang là ngày hôm nay anh Giang nói chuyện rất là đều không ạ? Thưa quý vị, cuộc sống cuộc sống ngày càng học hỏi. Mình nói chuyện mà khán giả nói cái ông niệm nói chuyện không có tròn vành rõ chữ, thì hôm nay mình nói tròn vành rõ chữ hơn. Và hôm nay trong chương trình của chúng ta, ai mà nói bị lèo lưỡi, bị dấp, bị cà lâm gì đó, mỗi một chữ sai thì phạt 100.000. Được, vậy thì Mai Ngân sẽ là người đóng tiền đầu tiên. Con bướm, em nói lại được, con bướm bướm. Không, tôi mới nghe em nói là con bướm bướm rồi. Rõ rồi. Lâm Vy Dạ, Ninh Duy Lê Ngọc cũng như là Thúy Bướm. Thì có nói là ủa, biên đạo Lâm Minh Hải ơi, tại sao nghệ sĩ của chúng tôi mùa thứ năm rồi mà bước ra chỉ có dài xong chào khán giả, là không tôn trọng cái khả năng vũ đạo của anh chị em nghệ sĩ. Động tác quá nghèo nàn. Quá nghèo nàn. Không phù hợp với lại đẳng cấp tụi em, tài năng của tụi em nữa. Thế nên bây giờ chúng ta sẽ có đoạn nhạc 30 giây, mỗi người thể hiện freestyle của mình để coi có cái sự sôi động, cái gọi là uyển chuyển về cơ thể nó đến mức nào. Anh nhưng okay. Mà trước khi không. Cho anh bình oxy không, ba bằng nữ thôi, ba bằng nữ thôi, chứ hồi nãy tôi đâu có góp ý Hải chuyện đó. Tại vì ba hai bằng nam hồi nãy không có biết, rất hài lòng. Hải dựng vũ đạo là dựa trên level của tôi. Go. Yo. Yo. Đúng dịp rồi nè, đúng dịp rồi nè. Chiếu đặng hạt ngọc trên lá cỏ, chim bông thần xinh trước hiên nhà. Thì em đã biết ai chưa qua, em vẫn thấy khi nằm mơ. Người vừa đẹp khô sẽ cường lại vừa đẹp trai. Thân, thân xinh biết em. Rồi. Bây giờ chúng ta đang chia tay, phát sóng vào lúc 23 giờ 10 phút thứ 6, thứ 7 hàng tuần trên Vion, tải app ngay. Hải đúng. Em thấy Hải đúng rồi. Khoảng thời gian vừa rồi là chúng ta có khoảng thời gian nghỉ rất là dài, mà không biết tại sao Thúy Ngân em không có học vũ đạo hả? Em có học vũ đạo, em mới nhảy được sung như vậy, anh thấy sao? Em nhảy quá trời luôn. Có đó là vũ điệu giác lúa hả? Không phải thiệt mà, anh thấy không, chị Ngọc lên chỉ vậy thôi. Nè, anh chỉ gặp Ngọc là biết làm này nè. Chỉ cần đứng một chỗ mà mấy bạn hay quay lắc cái eo là nó ra đẹp liền, hay mình lắc thử coi. Lắc bên này lắc bên kia đó. Đó. Belly dance đồ gì tụi em dữ dội lắm. Cái anh cần ở Ngân chỉ là vô nhịp thôi, hiểu không? Vô nhịp thôi Ngân, vô nhịp chứ. Hai ba. Thấy chưa, đâu vô đấy không? Sao chị đập nhanh quá vậy chị? Đập từ từ lại. Anh thì lắc thì phải từ từ vô nhịp. Rồi, nhẹ hai, thôi. Ba. Thưa quý vị, là có những điều mà chúng ta cố gắng thì được cũng không được, nên thôi phải dừng lại ở mức mà tạm chấp nhận. Chậm nhanh gì nó cũng không theo được. Không thể được, giống như anh không thể cao được. Sao hôm nay anh tự dìm anh luôn vậy? Đó là vậy rồi, cũng như luật không thể ốm được, dạng vậy. Anh Luật sao khóc vậy anh? Không có, tự nhiên có gì. Khóc vậy? Có gì bay bay vô mắt. Thì bây giờ chúng ta sẽ hỏi đôi điều. Theo Trư Thí Vinh thì vì sao chúng ta lại được khán giả yêu thương đến ngày hôm nay được làm mùa thứ năm? Em thấy thì do chúng ta yêu thương nhau, chúng ta lan tỏa cái yêu thương đó cho mọi người. Mọi người cảm thấy như vậy, mọi người tự yêu thương nhau, đâm ra mình tồn tại tới bây giờ. Ủa vậy tại sao mỗi lần em bày tỏ tình cảm yêu thương anh đều tránh đi? Đó là nỗi sợ duy nhất trong chương trình này, ok? Chương trình 7 nụ cười xuân Trần Gian có một cái tự hào là đi đâu? Nhiều người hỏi lắm. Luật thấy là cái gọi là cái mấu chốt mà để cho chương trình mà nó vui á là từ đâu? Thực sự ra là từ tất cả các bạn nữ trong chương trình. Tại vì không có một chương trình nào mà những bạn nữ họ
thấy gì được hết. Có nghĩa là vui vẻ và rất là nhiệt tình. Và đặc biệt là cái game mà vận động là đòi hỏi sự nhiệt tình từ các bạn rất nhiều. Và các bạn rất là cởi mở, các bạn rất là thoải mái. Có một người là không phải Diên Hài, đó là Ninh Duy Lan Ngọc. Thì anh thấy em rất là thoải mái và rất là tự nhiên mỗi khi tham gia chương trình. Và có khiếu hài hước. Đúng rồi, và vì sao em lại tự nhiên mà em thoải mái như vậy? Không, thật ra là bây giờ em muốn nghiêm túc trở lại. Mình bung xỏa cũng rất là nhiều rồi. Đây là một phút lắng động của em. Thật ra là lúc đầu em đến với chương trình này á, là vì chị Dạ. Ủa em bị tội gì vậy? Là sao em vô đây? Ủa em đang đàng hoàng mà. Em nói giống như là em đang kể về quá khứ ha, của em vậy. Em nghe vậy giống như những cảnh đời khốn khó. Thôi nói giỡn chứ. Thật ra là lúc mà em tham gia chương trình này á, em không có được duyên dáng giống như là mọi người nói đâu. Tới bây giờ cũng có duyên đâu em, trời ơi. Không bao giờ mà để cho em hút. Bắt bể đi em. Em tham gia chương trình này là vì chị Dạ và anh Giang là hai người mà thân thiết nhất. Ủa? Sao giờ mình đi bất thân? Thì vô đây thì có sự trợ giúp của hai anh chị thì em mới có thể hào quang rực rỡ. Rồi sau đó đi qua tầng mùa 1 thì có anh Vinh nè, anh Luật nè, Thúy Ngân nè. Rồi trước đó thì là chị Harry nữa. Luôn lúc nào cũng cùng với em phối hợp rất là nhịp nhàng. Và đặc biệt hơn là một cái mối thù của năm trước cho đến năm nay, làm cho em lúc nào cũng gây rứt, bức rứt, cắn rứt ở trong lương tâm của mình. Và năm nay em muốn là em sẽ chơi thật là nhẹ nhàng và đàng hoàng với anh Tiến Luật à. Nói chung là vậy nè, em từ bắt đầu tham gia chương trình tới bây giờ là em toàn là nhờ sự giúp đỡ của mọi người không. Em không có tự lực của em được cái gì và hết. Em không giúp đỡ ai cả. Để mà quý vị coi rõ nhất clip mà Lan Ngọc yêu thương các anh chị em trong show này thì phải coi clip Behind the Scene ha. Tàn nhẫn lắm quý vị ơi. Nhưng hôm sau cái đó chỉ là những phút giây thư giãn bên đời thôi. Đâu, chơi thiệt chứ không thư giãn gì. Nguyên một nhóm mặc đồ trắng hết, tự nhiên xuống Lâm Vĩ Dạ bận đồ đen đi cho đẹp. Thì bây giờ hỏi Lâm Vĩ Dạ nè, trong vàng của mình á, về nữ á, mọi người hãy đánh giá em là một người không đẹp bằng, dùng từ rất chuẩn nha, không đẹp bằng. Nhưng mà hài thì lăng xả và hay treo ghẹo các anh em nam đồng nghiệp. Ủa? Có mình em à? Anh đang nói cho nó đồng đều chút xíu, anh không có anh nghiêm. Dùng từ cho đúng luôn đi. Yeah. Hay gọi là 35-36 với là nhân. Thì em thấy sao? Dạ thực ra thì em thấy vui. Chắc chắn là đẹp thì mình không đẹp bằng hai em gái bên này rồi. Đúng cho rồi. Nên là mình lấy cái từ gọi là duyên dáng, lầy lội, dơ bẩn. Mình đắp vô cái chữ đẹp. Sau đây mình sẽ hỏi Ngân một câu quan trọng thật. Ngân, dạ. Mình là quê ở đâu? Dạ em quê ở Cái Lại. Cảm ơn em. Thưa quý vị thân mến. Thưa quý vị thân mến. Không. Tới bây giờ bé Ngân mùa 3 rồi đó anh. Hồi nãy biên tập vô có nói nhỏ với Giang rồi, ai có duyên thì hỏi nhiều. Ngân, hỏi quá cho em một chút xíu. Mời em nói về bản thân mình đi nào. Hay là nói về các anh chị cũng được, nói về chương trình cũng được, hoặc là không nói thì càng tốt. Em xin được chia sẻ thiệt, có là em trông đợi cái ngày này một năm rồi đó. Ngày nào là chị Dạ với chị Ngọc cũng nhắn tin em nói nhớ em hết. Mấy anh chị cũng biết là em cũng nhớ mấy anh chị lắm á. Thưa quý vị, về học diễn xuất thì ai cũng học hết. Anh em chúng tôi đều là từ trường rớt mà ra, nhưng mà không phải ai cũng học đến nơi đến chốn. Nên có những sự diễn xuất nó chưa có tròn vẹn thì mong quý vị tha thứ cho. Em xin lỗi, anh ra một chút là tròn trịa hoặc là trọn vẹn. Đó, thì anh tròn chọn chữ nào chứ? Tròn vẹn là chúng ta không biết về từ ngữ Việt Nam. Ví dụ như tròn trịa, tròn vẹn thì mình gọi là tròn vẹn. Đúng rồi, đó. Hợp lý. Thành đạt, trưởng thành thì anh dùng là trưởng đạt. Ủa gì vậy? Cái đó là ngôn ngữ sớm anh. Cái này có phải 100 ngàn không anh Giang? Đây trong chương trình của chúng ta, ai mà nói bị lèo lưỡi, bị dấp, bị cà lâm gì đó, mỗi một chữ sai thì phạt 100 nghìn. Cái này có phải 100 ngàn không anh Giang? Không, cái này 300 mấy rồi.